nhà, còn đây là phòng trường bập bình. Cái này xích đu, cái này là cầu thang để đi lên cái này trường. Rồi theo hết luôn rồi ta con. Xong. Rồi tới tiền nè. Rồi. Đầu tiên mà chị hãy giới thiệu cho các bạn, đây là số sách. Thì ngoài ra thì nó phải có cái gì để đựng số sách để cho nó khỏi dơ. Còn đây là bánh mì. Mình sẽ ăn bánh mì liền. Đây là cái muỗng, còn đây là cái hộp chanh để ăn tráng miệng. Đây là bánh pizza để ăn tráng miệng. Đây là nước với lại một cái đĩa. Đây là bình trà, đây là bình nước, cái này là giá sẻ bánh mì, đây là bánh pizza thì nó cần dính tay cho nên chúng ta phải cần một cái dĩa này, mấy cái này nha. Rồi hai người chị có một bộ rất là giống nhau. Đang sau nữa, còn ngoài ra cái này là hộp tiêu, còn cái này là ớt, muối ớt, còn đây là trứng, đây là mì, còn đây là củ hành, đây dưa hấu, còn này là bánh pizza, còn đây là cái đồ để xẻ pizza, còn này là để thớt lên đó. Rồi ngoài ra chúng ta còn có một cái hộp bộ đồ chơi này nữa mà hai chúng ta để giống nhau. Rồi ngoài ra đĩa, muỗng, đĩa, dao, thớt, rồi muỗng, dao, thớt. Ở trên đây nó còn có sticker để hình dưa hấu. Thì ngoài ra đây là con sao biển, còn đây là con ớt chuông, đây là củ hành, còn đây là trứng ốp la, còn đây là quả trứng để khi mà chúng ta đập ra thì chúng ta sẽ lấy cái này làm gì. Đây là cái đùi gà, đây là con cá, thì chúng ta đã có con cá rồi nhưng mà là màu xanh, thì hôm nay là con cá màu cam. Rồi ngoài ra thì nó còn có cái nồi này,